Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Ado Câu tiếp tục giới thiệu đến các anh em một cái mẫu dây cước chuyên câu ca tra, câu sông và đặc biệt là câu hồ dịch vụ. Dây Mekong Rai của thương hiệu Megabara, hàng chính hãng và có phân khúc giá rất là bình dân. Cuộn dây của nó là dài của nó là 500 m. Cái dây Mekong Rai này, cái phiên bản cũ đã bán rất là nhiều ở thị trường và các anh em sử dụng cũng khá là nhiều. Và cái mẫu này là cái mẫu phiên bản 2023, cái mẫu mới nhất của Megabara cho cái dây Mekong Rai. Bên công ty, nhà phân phối thì cái mẫu dây này nó có rất là nhiều màu. Nhưng bên Ado Câu chỉ chọn ra hai cái màu nó rất là thông dụng. Màu xanh da trời và màu xám nha. Hay màu xám đá. Thì hai cái dây này xuống nước thì nó gần như là nó bị tàn hình nha các anh em. Hai dây này xuống nước gần như là tàn hình, chứ không phải là 100% hoàn toàn là tàn hình, nó gần như là tàn hình. Nó làm cho cá dạng ăn hơn ha, không bị nhét cá. Chất liệu của dây là nylon monofilament. Đây là một cái chất liệu mà gần như những cái mẫu dây cước hiện nay tất cả các nhà sản xuất đang dùng về cái chất liệu này. Cái dây nó rất là mượt ha. Nó dịu, nó không cứng quá và nó cũng không mềm quá. Các anh em khi mà vào máy đầy nó sẽ không có bị bung và ra dây rất là ok. Đặc biệt những cái mẫu dây của Mekong Rai của thương hiệu Megabara này, cái lực tải của nó khá là ổn định nha. Ở trên cái cuộn dây người ta để cái thông số này thì cái lực tải thực tế nó cũng tương đương với cái lực tải ở trên cái cuộn dây nha. Và cái mẫu dây này nó có 4 size, mỗi màu nó có 4 size, size số 8 này, size số 10 này, 12 và số 14. Size số 8 nó tương đương là 0.47 mm ha, lực tải là 38 lb. Size số 10 tương đương là 0.52 mm, lực tải là 40 lb. Size số 12 tương đương là 0.57 mm, lực tải là 47 lb. Và size số 14 tương đương là 0.62 mm, lực tải là 52 lb. Dây thì nó có hai màu ha, dây có hai màu đây, màu xanh da trời và màu xám đá nha. Dây rất là dịu ha, cũng không cứng và cũng không mềm và rất là ít xoắn. Ít xoắn chứ không phải là không xoắn nha các anh em. Và gần như tất cả các cái loại dây của các hãng từ giá rẻ cho đến giá cao, dây nào nó cũng bị xoắn. Kể cả dây fluoro carbon luôn nha. Nó xoắn ở chế độ cho ở mức độ cho phép. Ado Câu vừa review và giới thiệu đến các anh em mẫu dây cước Mekong Rai của thương hiệu Megabara, hàng chính hãng, cuộn dây dài 500 m. Các phân khúc giá phải nói là cực kỳ bình dân cho các anh em chơi. Hàng chính hãng của Megabara nhé.